Kênh Giá Thanh Long xin chào đón quý bà con yêu mến kênh. Quý bà con hãy tặng kênh một like và một đăng ký. Chúc quý bà con cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Giá Thanh Long không ổn định và lên xuống thất thường, nên quý bà con đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để nhận được những bản tin nhanh nhất trên thị trường. Tiếp theo sẽ là chi tiết bảng giá Thanh Long mới nhất của ngày hôm nay như sau. Thanh Long ruột đỏ miền Tây về vừa, loại 1 có giá từ 10.000 đến 12.000 đồng một ký. Loại 2 có giá từ 6.000 đến 8.000 đồng một ký. Loại 3 có giá từ 3.000 đến 5.000 đồng một ký. Ruột trắng miền Tây có giá từ 6.000 đến 9.000 đồng một ký. Thanh Long ruột trắng Bình Thuận hàng đẹp về vừa, bò đẹp lần lượt có giá 10.000, 9.000, 8.000 đồng một ký. Bò sàn lần lượt có giá 7.000, 6.000, 5.000 đồng một ký. Hàng dạng có giá 3.000 đồng một ký. Thanh Long ruột đỏ Bình Thuận hàng đẹp về vừa có giá từ 10.000 đến 12.000 đồng một ký. Thanh Long ruột trắng mua xô có giá từ 4.000 đến 6.000 đồng một ký. Giá Thanh Long chênh lệch một vài ngàn tùy thuộc theo từng vựa và tùy theo từng thương lái. Cảm ơn quý bà con đã cùng lắng nghe và đồng hành cùng kênh Giá Thanh Long. Quý bà con hãy để lại bình luận của mình bên dưới video để trao đổi về giá cả Thanh Long cũng như các loại nông sản khác. Một lần nữa xin cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.